xong với chị Hương rồi. Họ giống họ cảnh gì. Bịt mặt cũng đâu thấy được. Bịt thôi à? Ừ. Thấy nó ok đó. Thấy bộ đội của Hồ. Ừ. Làn gió mới. Mất rượi luôn. Em biết lỗ hổng cuộc đời chị rồi. Đứng nghiêng nghiêng xíu thôi. Không. Đứng răng cho gió lùa vô đây xíu. Nhỏ quá.
nó chậm quá không? Đưa cái điện thoại xuống xem để chị giang cái tay ra chị. Ổn rồi liền. Đi đâu rồi? Thấy được em hả? Do cái móng em nhỏ. Phải, em đi theo bo theo cái chữ á, chạy bo theo cái móng á, chứ đừng đi thẳng nữa. À, một số hộp thôi. Mong hơn bên kia nhiều. Hả?